chào cả nhà. Bây giờ đi chơi à, đi tập à, vừa đi vừa nói chuyện tí cho đỡ buồn. Chào các bạn nhá. Chào Phương Nguyên, chào Quang Khánh Bùi, chào tất cả các những ai nhìn thấy cái clip này nhé. Lisa hôm nay hôm qua xem thấy cái bọn nó bảo là nó mới có cái tin gì, tin đặc biệt gì là cái gì cộng sản nhận là cái gì bán Hoàng Sa cái gì đó. Trời ơi, sao mình nghe thế mình thấy tội nghiệp cái nỗi chống cộng bên này thế. Tội nghiệp cho như mấy cái ông bà già bị lừa đảo hàng bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay rồi mà chúng nó cứ tìm cái này tìm cái kia ra để nó mê hoặc những cái người già đó để nó kiếm từng đồng từng hào một, mà nó khổ quá. Sáng nghe thấy mà thấy chán cái bọn này quá. Theo như là Lisa rất là thích xem về lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, chính trị này kia các thứ, thì Lisa thấy rằng Hoàng Sa, Trường Sa bị mất vào năm 74. Mà năm 74 Trung Quốc có nhảy vào nó đánh Hoàng Sa, mà năm 75 thì Sài Gòn mới giải phóng. Mà chúng nó lấy được cái lý luận ra là cái gì ai nhỉ, ký giấy để bán cái Hoàng Sa đấy cho Trung Quốc, thì Lê Sà cũng không hiểu được, thế mà cũng có người tin, thế mới hay chứ. Nếu mà bán được như thế thì tự chúng nó đã chấp nhận rằng cái đất nước Việt Nam là của cộng sản rồi, đúng không? Là của cộng sản thì mới bán được chứ, nếu mà không phải của cộng sản thì làm sao mà bán được. Thì nếu đất của cộng sản thì cộng sản thích bán thì bán, thích cho thì cho. Riêng chúng nó không phải đất của chúng nó, mà chúng nó đã ăn lương mấy chục năm để chúng nó đánh nhau với người Việt Nam. Thế rồi đến cuối cùng thì Mỹ nó lại bỏ rơi chúng nó xong rồi xong chiến tranh Việt Nam là nó cấm vận cộng sản Việt Nam và bang giao với cộng sản Trung Quốc. Đó. Rồi năm 79 nữa thì Trung Quốc nhảy vào đánh Việt Nam thì bắt đầu chúng nó gieo hò ầm Mỹ lên ở bên Mỹ đó. Chúng nó khoái, chúng nó gieo hò lên tại vì Trung Quốc đánh Việt Nam. Xong rồi Việt Nam đánh thắng được Trung Quốc thì chúng nó lại bảo là Việt Nam bán Hoàng Sa, bán đất cho Trung Quốc. Nên Sà cũng chẳng hiểu tại sao mà cũng có người tin chúng nó nhỉ. Mà Lê Sà cũng chẳng hiểu tại sao chúng nó thù đến bây giờ, trong khi rõ ràng các bạn thấy là Mỹ nó giết chết thằng Diệp rồi, nó bỏ rơi cái bọn đó. Đến khi chúng nó không còn nương, còn nậu, còn tiếp viện nữa thì bắt đầu chúng nó cuốn gói, chúng nó tụt quần, chúng nó chạy. Nó chạy sang đấy rồi nó quay ra nó thù cộng sản, rồi nó chống cộng sản, rồi nó nghe theo lời bọn Mỹ, bọn Việt Tân là đằng sau có Mỹ ủng hộ để nó chống lại người, những ai mà có ý định mà buôn bán làm ăn với người Việt Nam. Đến khi có những nhà báo, những nhiều người người ta cũng thông minh lắm chứ, người ta hiểu chứ, những cái ông nhà báo đấy, ông muốn nó viết ra sự thật thì nó giết chết ông. Đó là những đằng sau đấy có cái bàn tay của bọn Mỹ. Rõ ràng là như vậy, để nó ngăn chặn không cho người Việt Nam ở hải ngoại này á, ủng hộ cho, nghĩ đến những cái chuyện đấy để chống lại nó. Nếu như mấy triệu người ở Việt Nam mà sang bên
Mỹ kia mà nghĩ đến là mà dân Việt Nam tao tao phải giúp, tao phải này kia các thứ, thì bọn Mỹ nó sẽ phải bồi thường chất độc da cam này, bồi thường chiến tranh này, rồi đủ các thứ, nhưng nó không làm cho những cái người sống ở hải ngoại này nghĩ đến những cái chuyện như vậy, cho nên nó phải triệt triệt. Bởi vậy năm ông nhà báo mới bị chết và sẽ không bao giờ tìm ra thủ phạm. Nghi xả nói thẳng một câu này như thế, thủ phạm sẽ không bao giờ tìm ra, bởi vì có nó cũng như Diệm thôi, thằng Diệm nó chết đấy, có tìm ra thủ phạm không, có giết được cái người mà bắn chết Diệm không? Đâu, tại vì đằng sau chúng nó là có chúng nó rồi, chính chúng nó làm lên. Mà tay sao ấy là lại là người Việt Nam, giết người Việt Nam. Nhưng mà đến bây giờ này cũng vẫn chưa mở mắt ra. Lisa chỉ là thế hệ đi sau thôi. Nhưng Lisa đã tìm hiểu và xem, tại vì mình thích những cái chuyện này. Nhiều người cũng bảo mình điên. Nhiều người nói mình điên, nhưng tại vì mình có thích xem những cái này cho nên mình hiểu. Mà khi hiểu ấy, mà mình nghe thấy những cái người ta nói trái lại thì mình không chịu được. Đó là cái lý do mà Lê Xả thích lên đây nói là như vậy. Còn mấy cái chuyện giống như là chuyện đàn bà, giống như chuyện người này người kia, thì Lê Xả không bao giờ tham gia những cái chuyện đó. Đó, người nào đúng, người nào sai, đấy là mỗi người một sự suy nghĩ khác nhau. Lê Xả không bao giờ tham gia vào những cái chuyện riêng tư cá nhân, người này chửi người kia chửi người này, những cái chuyện hết tẹp nhem, chuyện trẻ con như trẻ con ấy. Không biết các bạn có nghe thấy không nhá, nếu mà nghe rõ thì cho Lê Xả biết, tại vì đang lái xe, nó cái xe này là xe cũ cho nên nó ồn ào, đi xe kia thì nó không bị, xe này thì nó bị ồn đó. Đây là đường mà đi tập thể thao. Lê Xả bây giờ đang đi tập thể thao, thể dục thể thao, già rồi cho nên là phải tự mình yêu mình, thương mình, nó giữ gìn sức khỏe cho mình. Người khác thương yêu mình là chuyện khác, còn sức khỏe của mình là phải do mình tự làm lên. Lại quay lại cái chuyện cũ này, vì Lê Xả thấy rằng cái bọn khổ thân mấy cái ông bà già tiếng Anh thì không biết, bởi vì khi mà người ta dịch ra cho tiếng Việt thì lại bảo là cộng sản nhồi sọ, thế mà xem tiếng Anh thì lại không hiểu, cho nên là suốt ngày bị cái bọn nó vì tiền nó lừa cho đến bây giờ mấy chục năm rồi vẫn cứ bị lừa mà lại không biết suy nghĩ gì cả. Hả? Mỹ nó tử tế sao nó bỏ các người, sao nó không cứu các người, sao lúc đánh nhau với Trung Quốc ở đảo Hoàng Sa sao nó không mang bom nó bỏ đi mà các người phải bị chết như thế. Cộng sản đâu có giết các người đâu, Việt Nam đâu, người ta đâu có giết các người đâu. Người ta cũng chống cộng Trung Quốc như gì á, năm 79 đấy, năm 88 rồi, năm 79 rồi đánh nhau như điên đấy. Thì mấy cái thằng chống cộng bên này nó gieo hò Mỹ lên, nó sung sướng tại vì Trung Quốc đánh Việt Nam. Xong rồi bây giờ nó lại dở mèo ra, nó nói là cái gì tưởng niệm những người đánh Trung Quốc năm 79. Thế những người đánh Pháp sao không tưởng niệm? Những người đánh Nhật sao không tưởng niệm? Bọn này nó làm những cái chuyện mình muốn đào mồ mả chúng nó lên quá thật đấy. Nhưng mà mình chửi chúng nó, mình văng tục lên thì mình cũng giống như chúng nó thôi, cho nên là mình lại ấn vào bên trong. Không biết các bạn có nghe thấy gì không nhở? Lý sao không biết là tại vì đang lái xe không có nhìn cho nên cũng không biết là có nghe thấy hay không. Hôm nay
nay trời thì đẹp cho nên là hôm qua là làm vườn, hôm nay là đi tập thể dục tại cũng không nhìn thấy các bạn đấy, xe nó ồn quá cho nên là thôi các bạn ngắm cảnh đi. Đây là đường xá của Úc đây, một bóng người không có nhá, nó thoải mái mà đi. Rồi đèn xanh đỏ phải như thế này, làm gì có xe máy chạy lung tung như thế nào. Ở đây nhiều chỗ nó gắn camera, nó gắn máy chụp hình nhá, chả chụp ảnh vượt tốc độ, mình mà chạy mà vượt tốc độ quá tốc độ là nó chụp được phạt đó, phạt mấy trăm đồng á. Lần trước đi làm thì phát rồi phạt 300, phải 300 hơn nữa, quên rồi. Đúng rồi, 300. 300 nhưng mà về sau gọi phone lên xong mày nói là lần đầu tiên tao bị vượt tốc độ, mày tha cho tao đi. Nhưng mà ngày xưa hình như có người lấy cái tên của mình cho nên là nó tìm ra là không phải lần đầu tiên. Tại vì đôi khi có người vượt tốc độ xong rồi anh em gì trong gia đình á, xong rồi lấy cái tên của mình là ngày đó là mình lái chứ không phải người đó lái, thì sẽ được thì không bị mất điểm đó. Ở bên này còn có cái trò buôn bán điểm nữa cơ. Ví dụ như ai hết điểm rồi xong rồi vượt tốc độ uống rượu hay là cái gì đó, vượt tốc độ xong rồi là mua một điểm mấy trăm đồng á để tìm lại. Ok, Lisa tới nơi rồi, không về có gì về nhà nói chuyện sau, bây giờ phải xe. Ok, tới nơi rồi. Không biết các bạn nó nghe thấy cái gì Ni Xà vừa mới lầm bầm không nhỉ? Đây là nơi mà lấy già đi thể dục thể thao. Tới nơi rồi. Ok, chào các bạn nhé. Không biết vừa từ nãy giờ lẩm bẩm không biết có ai nghe thấy gì không. Nếu mà về coi nghe cái lại không rõ thì nó sẽ lên sóng lại. Ok, chào các bạn nhé và chúc các bạn chuẩn bị đón một cái năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Ok, bye bye.